Thủy, bên đây là gì không em? Tay trong tay với chồng chị đấy. Đi ra đây. Đi ra đây. Tại làm thế. Ngày em mới bước chân lên Sài Gòn này, ai là người đã giúp đỡ em? 3 giờ sáng gõ cửa nhà chị. Chị ơi em ở nhờ. Tay ta nâng đỡ mày. Tay ta đưa mày lên đây. Ngồi ở cái vị trí đó. Mà bây giờ nhìn được bức ảnh này đấy à Thủy? Biết ai chụp không? Con Trung đấy. Trung đấy. Trung đấy, 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 đấy. Có muốn chối không? Đúng quá chứ gì. Chờ trẻ. Cái gì vậy? Hai cô im lặng coi. Úi, úi. Ngoại tình được còn ngáo à? Quá trời. Anh còn giả nhân giả nghĩa, còn giả tạo gì ở đây nữa hả Yến? Làm nữa đi. Ôm ấp đi. Hai cô làm nữa đi. Cái gì vậy nhá? Vẫn thế thôi. Phản bội. Anh chào anh chị, anh là Lê Giao Huy. Nãy 19 tuổi, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Oh my god. Em không thể tin được là em đã vào được vòng này. Ba vị ban giám khảo đã không có một tí chút biểu cảm nào với mình, là mình đã biết ngay trong đầu rằng đây là một cái bài của ban giám khảo để có thể thử thách mình. Trong lúc đó nghĩ trong đầu đó chính là mình phải tiếp chiêu lại. Nhìn em chứ. Mình nghĩ là chị Mô Thủy ít skin nhá, để có thể đáp lại skin của mình. Cho nên là mình chọn chị Mô Thủy để đó là một cái phương án an toàn, và nghĩ đó là một cái diễn tật khôn ngoan của mình. Ngày em mới bước chân lên Sài Gòn này, ai là người đó giúp đỡ em? 3 giờ sáng gõ cửa nhà chị. Chị ơi em ở nhờ. Và bây giờ nhìn thấy bức ảnh này đấy à Thủy? Biết ai chụp không? Trung đấy. Sao vậy cưng? Trung mà em. Câu chuyện gì, câu chuyện gì? Thì đó, bữa mày nói mày chụp chị gửi cho chị cái ảnh đó đó. Em thật là thất vọng vì nó quá đi. Một người đàn bà đẹp như chị, cao sang như chị, sao lại lỡ chọn cái thằng kia cục quái kia chi? Bây giờ chúng nó ngồi này, chơi chẳng chứ bây giờ chị làm gì? Ngứa con mắt chưa? Thằng kia ra đây! Bây giờ tôi phải thẳng, chỉ nước đầy đủ gì với thằng người nào? Ba mặt một lời mày nói chuyện với chị ra đây! Em đã thấy anh cùng người ấy làm điều gì phía sau. Em không như vậy đâu, như vậy anh đâu biết đâu. Rồi, cảm ơn em. Khuấy động ông già quá trời luôn. Em á, thái độ cà khịa cực mạnh. Anh rất thích đó. Hai, ba, thả dài nè. Đang vô mà. Em đây là Lê Giang Huy, 19 tuổi. Tại em đang làm cho một công ty về hoa khô tại Hà Nội. Hoa khô hả? Ai dám mua hoa của em? Có chứ chị. Nói thiệt. Trời ơi chị ác. Không mua mà em cà khịa như vậy này. Bây giờ có mua không? Cũng thỉnh thoảng thôi chứ. Cũng thỉnh thoảng. Thiệt luôn hả? Anh thấy anh luôn luôn hy vọng vào lớp trẻ, 19 tuổi. Mừng tuổi chị. Mừng tuổi chị. Bằng tuổi chị. Ủa em tầng hơn. Ấy bằng tuổi cháu chị. Em có một cái sự linh hoạt. Nếu như em biết tiết chế thêm một chút thì em sẽ có một lượng fan anh nghĩ rằng là cũng không nhỏ đâu. Vâng. Bình thường Huy ở một mình em không như thế này đúng không? Cũng không phải là như thế. Anh chắc chắn với em luôn. Em rất dễ khóc. Mà đấy mới đúng là con người thật của em. Đúng không nào? Tự nhiên anh thành coi bói đúng không?
chị cảm nhận bên trong em là một người phụ nữ và chị thích điều đó. Ra ngoài đường mọi người nhìn vào thì mọi người là nửa nạc nửa mỡ, trai không ra trai, gái không ra gái, nhưng khi trong chương trình chị Bao Hồng Yến lại tôn trọng cái điều đó. Ra thì từ bé đến giờ em nha, được những cái sự kỳ thị của mọi người á, mọi người luôn đánh giá thấp em á. Ví dụ đặt hai người trên bàn cân thì chắc chắn người kia là sẽ là được, em là không. Chính vì thế mà em tham gia chương trình để mọi người có thể nhìn thấy là họ cười chê em, họ kỳ thị em, nhưng mà em vẫn có thể đứng ở đây được ngày hôm nay và được tận vòng ba và có thể nói chuyện với anh chị như thế này. Chị cũng từng như vậy, gồng mình lên, xù mình lên để cho người ta thấy là mình rất ghê gớm, nên người ta đừng có đụng vô mình. Nhưng thực ra là gì, nếu đuối mình dễ khóc lắm. Hãy thể hiện cái nét phụ nữ mềm mỏng của mình và hãy giữ điều đó. Hãy cảm ơn chị ạ. Cố gắng lắng nghe nhiều hơn nhé. Yeah. Nói nhanh quá không nghe được mà không nói lại được. Hồi nãy mà em cãi lộn thì chắc em thua rồi đó. Thua chắc. Em đâu có biết cãi lộn đâu. Thua chắc, im đúng. Ngày kia là sóng gió, đừng quên tên em. Lê Gia Huy 730 nha mọi người.